Quảng Nam chăm mai như chăm con mòn, ba ngày Tết bỏ núi tiền tỷ. Trong những ngày cận Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, dịch vụ cho thuê cây cảnh, trong đó có mai chân Tết tại các phường tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu nhộn nhịp. Đây cũng là dịp những nghệ nhân, nông dân chăm mai như chăm con có dịp thu hàng trăm triệu đồng, thậm chí là cả tỷ sau một năm vất vả. Vào những ngày này, nhiều người đổ về vườn mai của ông Đoàn Văn Dũng, 55 tuổi, khu phố Quảng Lăng 4, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nơi có hơn 200 chậu mai lớn nhỏ đang lú nhú búp để đem thuê cho các trụ sở cơ quan công ty hay gia đình để chứng Tết. Trò chuyện với báo chúng tôi, ông Dũng cũng cho biết thú vui chơi cây cảnh trong những ngày Tết đã trở thành từ lâu món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi gia đình Việt, nhưng không phải gia đình nào cũng bỏ núi tiền ra để thuê vài chục triệu đồng cho một chậu cây cảnh trưng bày trong vài ngày Tết. Vì vậy, thay vì bán, tôi mở dịch vụ cho thuê cây cảnh trưng Tết có giá rẻ và hợp lý hơn, nhưng những thế khách còn có được hỗ trợ chăm sóc và vận chuyển tận nhà. Thủ tục thuê cây mai vô cùng đơn giản, chỉ cần khách hàng đến vườn mai và lựa chọn cây mai mình thích, đặt cọc khoảng 10-20% giá thuê và hẹn ngày nhận cây là được. Nhà vườn sẽ chở đến tận nhà hoặc công ty, đơn vị của bên thuê, và sau đó ra riêng từ 15-20 âm lịch sẽ chở mai về. Về kinh nghiệm hơn 20 năm trồng mai, ông Dũng cũng cho biết thêm, để có được cây mai chưng Tết, đòi hỏi người trồng phải chăm sóc tỉ mỉ đúng quy trình, từ bón phân, tưới nước đến lặt lá mai đúng quy định. Hiện tại, đa số các cây trồng vườn của tôi đang phát triển rất tốt, hứa hẹn sẽ nở hoa sớm vào đúng dịp Tết. Năm nay, mỗi chậu mai được thuê với giá trung bình từ 15-20 triệu đồng một chậu, đặc biệt có chậu cho thuê giá 25-30 triệu đồng một chậu. Anh Nguyễn Minh Thành, trú thành phố Đà Nẵng, khách quen của ông Dũng cho biết, trước đây mỗi dịp Tết đến tôi phải bỏ ra một số tiền lớn để mua mai trưng bày trong nhà và công ty, một phần không biết kỹ thuật chăm sóc cộng với việc quá bận rộn với công việc nên đa số cây đều bỏ đi sau Tết. Từ khi đến dịch vụ thuê, mỗi năm tôi thường thuê từ 5-7 chậu, trị giá khoảng 15 triệu đồng một chậu. Tôi đã thuê được một chậu mai đẹp để về chơi Tết. Để chăm sóc mai không phải là việc dễ dàng và đa số khách hàng không có thời gian chăm sóc mai sau Tết nên thường bỏ cây và rất lãng phí. Do đó, họ lựa chọn hình thức thuê trong vài ngày thay vì bỏ số tiền mua chậu mai vừa rẻ vừa đỡ mất công chăm bón, anh Thành cho biết thêm. Ông Dũng cũng cho biết thêm, khách hàng từ nhiều nơi tìm về đổ xô về vùng trồng cây Quảng Nam để chọn cho gia đình, công ty, bạn bè những cây đẹp nhất. Khoảng ngày 15 tháng Chạp âm lịch thì thị trường cho thuê cây cảnh, trong đó có những cây mai sẽ sôi động hơn. Vào tầm 23 thì hết cây đẹp, chỉ còn những cây tầm trung. Nhưng với những người có đam mê lớn hơn bao giờ hết, các cây mai Tết dáng đẹp độc lạ, họ cũng đến nhà vườn khám phá sớm để Tết tầm vài tháng là lựa chọn đặt thuê. Loại cây này đòi hỏi với những người chơi phải sẵn sàng chi khoản tiền lớn để có thể sở hữu. Trong những ngày Tết, bên cạnh cây mai Tết thì các loại cây cảnh khác như bonsai, quất, đào cũng được khách thuê để chơi trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 này. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Kỷ Hợi 2019, nên dịch vụ thuê cây mai ở các vườn trồng mai quất bonsai tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Và thời điểm hiện tại, các nhà vườn đã tấp nập, kẻ ra người vào thương lái, thương lượng giá thuê, những chiếc xe chở hoa cũng hối hả không kém. Vài năm trở lại đây, nhờ dịch vụ này mà người nông dân trồng cây ở Quảng Nam được nguồn thu nhập cao trong mùa Tết đến. Tuyệt tác bonsai Nhật giá cách cổ 3,8 tỷ đồng trông như thế nào? Những cây bonsai được nghệ nhân nổi tiếng người Nhật chăm sóc này có giá lên đến hàng tỷ đồng. Triết lý của đời sống bậc thầy bonsai Nhật Bản Kinio Kobayashi. Năm ông 28 tuổi là dành trọn tình yêu và cuộc sống của mình dành cho chăm sóc cây bonsai. Nói vậy để hiểu, bonsai và nghệ thuật chăm sóc bonsai chính là cả cuộc đời và đam mê, cái duyên mà cũng không phải là nghệ thuật nào cũng có cơ may gặp gỡ. Bởi bonsai cũng không giống như dáng hình
tuyệt mỹ của con người đạt tự nên từ thiên nhiên. Bonsai còn dạy nghệ thuật về sự sống căng tràn giữa tựa vào thiên nhiên, khiến ta vì thế mà luôn luôn sống và vươn lên trong cuộc sống dù có khó khăn cản trở bao nhiêu. Mang trong mình sức sống hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm, những cây bonsai trực được lấy từ những nơi hiểm nhất trên trái đất để rồi dưới bàn tay điêu luyện và đầy đam mê của nghệ nhân, chúng đã thành những tác phẩm điêu luyện đẹp mỹ vô giá trị của thời gian con người. Đó là lý do bonsai Nhật Bản rất nổi tiếng và rất đắt đỏ. Cây bonsai bạch xu có tuổi đời hơn 1.000 năm, thuộc sở hữu của gia tộc Kaito ở Omiya, Nhật Bản, là minh chứng cho loại bonsai có sức sống không cần gì phá nổi. Để giữ gìn truyền thống chăm sóc bonsai và nổi tiếng tác phẩm tuyệt vời đến công chúng, hàng năm đất nước mặt trời mọc thường tổ chức triển lãm những cây hàng đầu Nhật Bản vào tháng 11 tại thủ đô Tokyo. Nguyên nhân bonsai Shinji Suzuki là chủ tịch triển lãm cây bonsai Nhật Bản năm 2018 trong khuôn khổ triển lãm bonsai thường niên năm 2018, trong tổ chức lễ giới thiệu nhiều triển đạt bonsai ấn tượng với mức giá cao ngất, bao gồm bonsai thông giá cao kỷ lục 18 triệu yên, tương đương với 3,8 tỷ đồng. Cây bonsai trồng trắng Nhật Bản có giá 12 triệu yên, tương đương 2,5 tỷ đồng. Và cây bonsai cùng mức giá tương đương 2,5 tỷ đồng ở bonsai thông trắng. Dân Việt rộ mua mốt học sa mạc, vừa về chơi Tết vừa ăn. Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, như hoa bắp cải lập tức gây sốt trên thị trường hoa Tết bởi màu sắc lạ lẫm và giá cả không quá cao. Loại hoa này được nhiều người mua về trang trí nhà cửa cho dịp Tết năm nay. Hoa bắp cải còn được gọi với cái tên mỹ miều là hoa hồng sa mạc. Nhìn hình dáng bên ngoài, chúng không khác gì so với hoa bắp cải thông thường. Chúng đều được tạo lên bởi những chiếc lá đan xen xếp thành vòng cung. Sự khác biệt nằm ở màu sắc. Loại hoa này màu tím nhạt và trắng bên trong, được bao bọc bởi lá xanh. Điều khác lạ là đã khiến bông hoa bắp cải thu hút sự quan tâm của nhiều người. Kích thước bắp cải rất lớn, đường kính khoảng 25cm đến 30cm. Loại hoa này rất bền, người mua có thể chơi chúng 1-2 tháng tùy vào cách chăm sóc vào thời tiết. Nhìn chúng như bắp cải mình, nhưng màu sắc lại bắt mắt và đẹp hơn. Chị Dung Nguyễn, một người bày bán hàng ở chợ Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết, theo chị, đây là một trong những loại hoa nhưng lại không có mùi thơm mọi người thường dùng để trang trí ngày Tết. Nhìn chúng lùm xùm rất đẹp mắt, vì vậy rất nhiều khách hàng đặt hoa bắp cải cho dịp Tết. Khác với những loại hoa khác, hoa bắp cải bền nên người mua có thể vừa chơi từ ngay bây giờ mà không cần phải gần đến Tết mới mua. Cho chị cho hay, hiện cửa hàng của chị đã bán hoa bắp cải với hai màu trắng và tím. Loại hoa này đều được chị nhập ở một đầu mối bên Trung Quốc. Mỗi thân cây chị bán 100.000 đồng. Cũng bán loại hoa bắp cải trên, chị Trang Trần, Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, loại hoa bắp cải này từng xuất hiện trên thị trường trước đó. Có những thời điểm giá của nó chỉ đến 350.000 đồng đến 400.000 đồng một cây. Trong thời gian này, hoa bắp cải lại du nhập về nước ta, giá bán của nó tầm khoảng 50-70.000 đồng, còn mua lẻ dao động từ 100-150.000 đồng một cây. Dù ở thời gian nào đi chăng nữa thì loại cây này cũng đều thu hút khách. Không chỉ để trưng bày làm đẹp, hoa bắp cải còn làm để sử dụng, chế biến các món ăn như bắp cải thường. Người ta dùng để chơi Tết rồi đem là xào luộc, tùy vào sở thích. Đặc biệt, loại cây này dễ trồng và chăm sóc, chỉ cần tưới nước là chúng sinh trưởng và phát triển bình thường, chị cho biết thêm. Theo đó, hoa bắp cải tím được người mua ưa chuộng hơn. Loại cây này phù hợp với trang trí làm phòng việc, phòng khách. Ở nước ta, doanh nhân kinh doanh chủ yếu hoa nhập màu tím và màu trắng. Còn ở nước ngoài thì có thể có nhiều màu sắc khác nhau như màu xanh lá nhạt, màu hồng, màu vàng. Đặt mua về chơi Tết, chị Thị Dung, Đống Đa, Hà Nội cho biết, loại hoa này thi thoảng được bày bán ở các cửa hàng hoa tươi, tuy nhiên số lượng rất ít mà khách mua đặt thì nhiều. Nhiều lần chị định mua nhưng cửa hàng đều hết. Thời gian gần đây mình mới thấy loại hoa này nhập khẩu về, mình đặt mua vài cây về trưng Tết, cũng sợ chúng không bền, nhưng mình đặt đến 18 âm lịch mới lấy hàng. Loại hoa này vừa trang trí nhà cửa cho đẹp lại vừa ăn được,
nên mình cũng sợ đặt hàng không muộn, lại không có hàng, chị cho hay.